trên YouTube có hỏi là anh Huy cho em hỏi Việt Nam chia làm ba kỳ là do ai, Minh Mạng hay là Hồ Huệ? Thật ra cái việc mà Việt Nam chia làm ba kỳ á, là khởi nguồn là bởi Quang Trung á, là bởi Hồ Thơm, Hồ Huệ đó, ba anh em đó, tức là khởi nguồn lần đầu tiên á, Việt Nam phải bị chia cắt thành ba. Việt Nam tức là Việt Nam, nếu các bạn tính toàn một cõi từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau á, là toàn một cõi vậy nè, thì lần nó chia cắt là bằng hai lần á, là năm 1585, tức là thế kỷ 16, là khi chúa Nguyễn Hoàng cùng với một dạng người người Việt di cư vào Nam, vượt đèo ngang. Thì họ di cư vào Nam là họ mở ra một cái cõi bên trong này gọi là Vương quốc Đàng Trong. Cái Vương quốc Đàng Trong đó người ta còn gọi là chúa Nguyễn, nước của chúa Nguyễn, thì tính tức là tiền thân của Việt Nam Cộng hòa của mình đó. Thì nó chia làm hai, tạm gọi là như vậy. Nhưng mà thật ra mà nói trên thực tế thì nó không phải là chia làm hai, mà đó là hai nước khác nhau. Hai nước khác nhau. Các anh chị hiểu ý không? Tức là cái quốc gia Đàng Trong nó khác quốc gia Đàng Ngoài. Cái việc mà để chứng tỏ hai nước khác nhau á thì là ở Đàng Ngoài nó hơn 10 lần đánh Đàng Trong của chúng ta. Tức là từ khi ông Nguyễn Hoàng ông vào ông lập quốc Đàng Trong, chúng ta xây dựng Đàng Trong rất là cường thịnh. Bởi vì các anh chị biết tại sao Nguyễn Hoàng ông dẫn một dạng người vào Nam không? Tại vì cái tư tưởng nho Khổng Tào nó ở ngoài miền Bắc, với lại cái thói hư tật xấu của dân miền Bắc, những người như ông Nguyễn Hoàng họ sống không có được, họ sống chung không có được. Những người tinh anh của người Việt của mình họ có cái gốc tích tự do, tức là cái máu tự do, bởi vì cái gen của chúng ta là gen Nam Á. Bữa nào các anh chị tìm hiểu đó hay lắm nha. Chúng ta không có phải là gen Bắc Á, tức là gen mà nó trộn lộn với tụi tụi Hán, tụi tụi Mãn rồi đó, là nó nằm ở cái nhóm Bắc Á. Chúng ta là nhóm gen Nam Á. Gen Nam Á là nó yêu tự do, thích sông nước biển cả, yêu thiên nhiên, con người phóng khoáng tự do nhưng mà rất là hiền lành. Còn gen Bắc Á là nó là dân thảo khấu du mục, nó thích bắn giết, nó rất là yêu chiến tranh, nó rất là thiện chiến, tức là nó thiện chiến dữ lắm. Thì nó thích gây chiến, nó thích cướp bóc. Thì cái văn hóa Tào Hán đó, nó mới nhiễm vô Đàng Ngoài. Ông bà mình sống chung cũng được, sống chung không không có đặng, thành ra là mới bỏ chạy vào trong Nam. Tụi nó cứ rượt theo đánh hoài, đánh hơn 10 lần, tôi nhớ không lầm là tới 17 18 lần là chúng ta tổ chức những cái cuộc chiến chống quân xâm lược Đàng Ngoài. Thì các anh hiểu không, khi Đàng Trong tổ chức những hàng chục cuộc chiến chống quân xâm lược của Đàng Ngoài, chứng tỏ hai nước chúng ta là khác nhau. Bởi vì nếu mà chung một nước thì cớ gì Đàng Ngoài đánh Đàng Trong? À, các anh chị hiểu không? Tôi đặt vấn đề để cho các anh chị là nguyên một dãy Việt Nam như vậy là khởi nguồn nó không phải là một nước. Gốc tích của nó là hai nước. À, các anh chị thấy cái đó. Thành ra nếu nói Việt Nam chia làm ba kỳ thì chúng ta nói, tôi vẫn trả lời câu hỏi đó của các bạn được, chúng ta nói điều đó được. Nhưng mà thực tế chúng ta đặt câu hỏi đó nó đã sai rồi. Tức là Việt Nam chưa bao giờ chia làm ba kỳ, mà các anh chị phải trả lời là Việt Nam nào? Đàng Trong nó bị chia cắt thành hai kỳ, Đàng Ngoài là một kỳ, nó không có bị chia cắt gì hết, thì câu hỏi đó mới đúng. Tại sao Đàng Trong chúng ta bị chia cắt thành hai kỳ, còn Đàng Ngoài là nó một kỳ, rồi ba cái thằng này tại sao nó chụp một, thì hỏi vậy mới đúng. Các chị hiểu ý tôi không ạ? À, thì tại sao nó lại bị chia thành ba kỳ, là khi ba anh em Quang Trung Nguyễn Huệ đó, Nguyễn Nhạc Nguyễn Huệ Nguyễn Lữ dựng cái cờ khởi nghĩa lừa dân Bắc Kỳ để mà lật đổ vua Lê để chiêu thống đó, rồi là tiêu diệt nhà Trịnh, tiêu diệt nhà Mạc, cướp được nguyên cái cõi Đàng Ngoài. Thì thay vì ba anh em tức là ta nói là thắng làm vua thua làm giặc đi, cái tư tưởng mà Tào Khựa đó nó nói vậy đó, thì thôi lên làm vua cái vùng mình đã cướp được đi. Thì họ không chịu, họ nhìn vô Đàng Trong họ thấy giàu quá, cái họ dựng lên một cái thuyết rằng nói Đàng Trong hủ bại, quan lại của Đàng Trong tham nhũng, thành ra tụi tao phải đi vô cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo để giúp dân Đàng Trong. Giống giống như cái tư tưởng mà đi vào Nam để giải phóng của tụi Bắc Kỳ anh chị, vào năm 75 tao thấy Mỹ Ngụy nó kìm kẹp đó, tao vào giải phóng cho dân Việt Nam Cộng hòa vậy đó, y gì đó. Thì ba anh em họ lại cướp luôn Đàng Trong. Thì xui cho chúng ta ở chỗ cái thời điểm đó thì chú Nguyễn không có được là một cái nhân vật mà gọi là mạnh mẽ dứt khoát. Không phải triều đại nào cũng mạnh các chị, có lúc nó phải có thịnh có suy mà. Thì cái chú Nguyễn thời điểm đó đánh lại tụi nó, thì tụi nó cướp Đàng Trong của mình. Nhưng mà nó cướp Đàng Trong nhưng nó đâu có lấy được lòng dân của Đàng Trong, nó khác với dân Đàng Ngoài. Dân Đàng Ngoài các chị thấy quan quyền, thấy thấy lính, thấy thấy gươm giáo đồ sợ lắm, quỳ xuống. Như dân Đàng Trong của mình tính tự do, gen tự do, gen Nam Á mà. Thành ra dân Đàng Trong âm thầm, người dân Đàng Trong âm thầm hỗ trợ cho ông Ấu Chúa Nguyễn Ánh, ông Nguyễn Phước Ánh là cao tổ Gia Long sau này đó. Ông lúc đó mới 15 tuổi thôi chứ mấy, nhưng mà người ta biết ông này mới là dòng dõi của nhà Nguyễn, mà nhà Nguyễn mới là chánh danh, mới là chánh quyền. Còn cái tụi anh em của ba anh em Hồ Thơm, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, người ta nói Hồ Huệ, Hồ Nhạc, Hồ Lữ, thì đó ba anh em nó cái họ còn phải đổi, là các anh chị biết là nó có chánh danh, nó là một tổng ngụy quân ngụy quyền của xâm lược mà. Thành ra dân miền Nam mình mới âm thầm hỗ trợ cho Nguyễn Ánh. Đó là cái câu chuyện vì sao có chuyện Nguyễn Ánh đánh Quang Trung. Thì trở lại vấn đề là khi ba anh em thắng Đàng Trong thì ba anh em lại quay quánh nhau, họ đánh nhau đến độ á không có phân chia được ai làm vua, tại vì cướp được nguyên cõi Đàng Trong và Đàng Ngoài rồi, không phân chia được ai làm vua. Thì ba anh em đánh nhau chết thêm mấy vạn quân, tức là mấy vạn con người chết, bởi vì ba anh em nó quay qua giành làm vua.
mấy thằng Thảo Khấu nó vậy đó, giống hệt mấy thằng Cộng sản vậy, không chỉ cướp được miền Nam Việt Nam mình xong cái nó xúm nhau, nó đấu đá giành chức, nó thuốc nhau chết rồi đó. Vậy gì đó thì cuối cùng ba anh em nó mới ngồi lại với nhau, nó thôi bây giờ tụi mình quánh hoài không có phân được thắng bại, thôi mình chia Việt Nam ra, chia nguyên cái cõi này nè thành ba khúc, đằng ngoài là do một thằng, đằng giữa là miền Trung của mình đó, kinh đô Phú Xuân đó, bây giờ là Huế đó, là một thằng, còn đằng còn ở trong Sài Gòn Gia Định chia trong thằng. Mà cũng hên cho mình một chỗ đó, là Sài Gòn Gia Định Nam Kỳ Lục Tỉnh đó, nó là cái nơi giàu có phồn thịnh nhất, mà nó lại là nó là nơi đa văn hóa nhất của đằng trong, tức là nó rất là nhiều nhiều lưu dân. Nó lúc mà chú Nguyễn lập quốc, chú Nguyễn nhận dân tị nạn của nhiều nước lắm, dân tị nạn của Indo, của Mã Lai, của Thái, của Miến Miến Điện, của Ấn Độ, rồi dân tị nạn Phi Lục Tân, thậm chí dân tị nạn của Tàu nó cũng qua tị nạn của đàn trong mình, thì nó sống ở Nam Kỳ Lục Tỉnh đông lắm. Thì cái vùng đó đó họ sống, họ họ hòa thuận, họ không có tranh đoạt nhau, họ phát triển rất là cường thịnh, họ mở cửa để cho phương Tây vô đầu tư, họ giàu lắm. Thành ra họ nhìn cái bọn Thảo Khấu lên họ không chịu, nhưng mà trong bụng họ không nói ra, họ không chịu, nhưng mà họ ngấm ngầm họ hỗ trợ cho cái nhóm nhà Nguyễn, ông Nguyễn Ánh đó, khởi nghĩa để mà phục quốc. Còn ba anh em đó sau khi chia nhau á, thì một thằng thì giành kinh đô Phú Xuân, tại vì muốn giữ kinh đô thì nó mới có vẻ như ta đây là vua quan trọng nhất, và một thằng thì giành Thăng Long ngàn năm. Có những thằng cái đầu của nó không thoát được cái tư duy là hướng về phía bắc, nó luôn hướng về phía bắc, là gen, nó là gen Bắc Á, cái gì nó thích kinh đô Thăng Long ngàn năm, về cái chia cho cái thằng yếu nhất mà dở nhất là anh em về giữ Nam Kỳ Lục Tỉnh về Sài Gòn Gia Định. Thành ra cái thằng cha Nguyễn Lữ về giữ ở khu đó đó, thành ra là thằng cha rất là yếu, bị dân đàn trong của mình với các tướng của đàn trong của mình quánh chạy. Bỏ chạy cái mình giành lại nguyên cái khu Nam Kỳ Lục Tỉnh Sài Gòn Gia Định rất là sớm, giành về sớm, mà nó là cái nơi kinh tài, tức là họ có cái nguồn kinh tế rất là mạnh để họ hỗ trợ cho khởi nghĩa. Rồi ông Nguyễn Ánh ông mới mộ quân, rồi các đồng minh cũ là quân Sim rồi đó, tụi tụi Đĩ Bút nó hay nói là quân Sim đổ quân vào xâm lược nước ta, cái điều đó không đúng nha, quân Sim là quân Thái Lan này, sao tôi đang ở là Thái Lan đây. Ông Nguyễn Ánh là người giúp cho vua Thái đánh lại bọn Tàu, khiến cho nước Thái bây giờ không nói tiếng Tàu. Các anh chị tìm hiểu lịch sử cho thấy nước Thái bây giờ nó rất là cảm ơn nước Việt mình, nhưng nó không nói ra, nó không nói ra. Nhưng mà cái người nó được gọi là khai quốc công thần của nước Thái, cái Dương triều Chát Ri á, khai quốc công thần của nước Thái chính là ông Nguyễn Ánh. Nó vẫn thờ cái đền thờ Nguyễn Ánh ở tại Bangkok. Nó thờ, nó để đàng hoàng tên ông Nguyễn Phước Ánh đàng hoàng, nó thờ hình tượng của ông, nó nói rõ ổng là giúp cho ông vua một, ông vua Rama một á của Thái lập quốc, đánh lại cái nhóm mà theo Tàu, chứ không thôi nước Thái bây giờ nói tiếng Tàu rồi. Các anh chị hiểu cái mối quan hệ đó, nó chính là quan hệ đồng minh. Tại vì tôi giúp anh lập quốc thì anh giúp tôi khi tôi có chuyện, cái chuyện đó bình thường. Thì người Thái hồi xưa họ làm đồng minh với nhà Nguyễn trước thời Nguyễn Ánh nhiều lắm chứ, trước thời Cao Tổ nhiều lắm. Thì quân Thái hay là quân sau này là quân Pháp đổ quân vào để giúp cho đàn trong đánh ba anh em Quang Trung và đánh nhà Thanh, Quang Trung cầu viện nhà Thanh, đưa quân qua để mà tiếp tụi nó đánh ông Nguyễn Ánh. Nhưng mà trong lịch sử Đĩ Bút thì nói rằng là Quang Trung đánh quân Thanh. Các anh chị nghe lịch sử Đĩ Bút là các anh chị sẽ gọi là ngàn đời bị ngu là vậy đó. Tức là Quang Trung quỳ gối xin nhà Thanh đó, đưa quân qua để đánh Nguyễn Ánh, để xin giúp con, để con được làm vua, rồi con sẽ quỳ lại, con sẽ làm đứa con quan đàn của triều Thanh ngàn đời. Quang Trung tò bại đến độ gì đó. Thì quân Sim đổ quân vào để giúp Nguyễn Ánh, quân Pháp đổ quân vào giúp Nguyễn Ánh, nhưng mà không có phải là chúng ta sẽ quỳ lại Pháp hay quỳ lại quân Sim. Ông Nguyễn Ánh ông có ký một cái hiệp ước với Pháp. Cái hiệp ước đó là người ta hay đem ra ta nói hiệp ước Bâtonnot. Hiệp ước đó là người ta nói ông Nguyễn Ánh cắt đất giao cho Pháp gì đó, ba la ba la đủ thứ, người ta hay nói ông Nguyễn Ánh là cầu viện Pháp rồi bán nước cho Pháp để mà đánh Quang Trung Nguyễn Huệ, người ta chửi Nguyễn Ánh đó. Nhưng mà họ không có hiểu gì về hiệp ước đó, chưa bao giờ họ đọc cái hiệp ước đó. Cái hiệp ước đó không có bán nước gì hết á. Các anh chị thấy rất là nhiều nước bây giờ, chẳng hạn như quần đảo Seychelles, các chị lên coi quần đảo Seychelles ha, nó vẫn thuộc Pháp cho tới bây giờ, nó nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. Rồi ở cái phía Solomon rồi nó có một cái quần đảo thuộc Pháp, tôi quên là như Faroe thì phải, Faroe, quần đảo Faroe phía Thái Bình Dương đó, nó cũng thuộc Pháp, nó cũng nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. Rồi ở Caribe nó cũng có quần đảo thuộc Pháp, châu Âu giờ cũng có mấy quần đảo thuộc Pháp. Pháp nó có tới khoảng gần 20 lãnh thổ hải ngoại, tôi đoán là khoảng 20, mười mấy 20 lãnh thổ hải ngoại, tức là những cái vùng đó đó là nó nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. Công quốc Monaco cũng cũng là thuộc Pháp. Thì hồi xưa chúng ta ký cái hiệp ước là nằm trong khối Liên Hiệp Pháp vậy đó, tức là chung một khối, chơi chung với nhau, quánh nó mới mạnh. Giống như bây giờ á, là New Zealand, Australia, Úc Đại Loại đó, New Zealand là Tây Lan đó, quần đảo Cook Island nó đều nằm trong khối Liên Hiệp Anh. Nhưng mà có ai nói Úc hay là New Zealand là thuộc địa của Anh không? Nói cái đó phải để cho ngoặc kép chứ, còn không dân Úc nó kiện các bạn á. Rồi, da nó đãi thuộc địa của Anh. Nói cái đó dân nhà nó đại nó kiện các bạn á, phải để trong ngoặc kép chứ, nó đều là thành viên của Liên Hiệp Quốc ngang hàng với Anh hết chứ. Nhưng mà nó có cái hiệp ước nằm trong khối Liên Hiệp. Thì hồi xưa cái hiệp ước ông Cao Tổ Gia Long của mình cũng vậy, dĩ nhiên có cắt một phần đất để cho tụi nó đóng cái căn cứ quân sự để rồi mở mở cái đại sứ quán, và những cái chuyện đó là bình thường, bây giờ cũng phải vậy à. Các anh chị cũng phải giao đất cho tụi Tàu xây đại sứ quán vậy đúng không? Ở Việt Nam bây giờ nếu mà mình giao lưu với nó thì phải giao đất cho nó xây đại sứ quán, thì Pháp hồi xưa cũng vậy, nó đòi phải có đất cho nó xây đại sứ quán mà.
Thì tất cả những cái điều đó không phải là hiệp ước bán nước mà nó là hiệp ước đồng minh. Thì Sim cũng vậy. Thành ra cuối cùng ông Cao Tổ của mình mới đủ sức mạnh để đánh lại cái liên quân giữa Quang Trung và nhà Thanh. Anh chị nên nhớ nha, liên quân của Quang Trung và Tào Thanh. Tào Thanh khác Tào Hán nha, khác, phải nhớ nha. Liên quân của Quang Trung và quân Tào đánh không lại Cao Tổ Gia Long của chúng ta và quân Pháp và quân một số nước ở Đông Nam Á nữa, họ là đồng minh của mình. Thành ra cuối cùng thì Cao Tổ Gia Long mới thống nhất một cái dãy Sơn Hà từ Nam chí Bắc. Bọn Bắc Kỳ nó rất là thích Việt Nam là một dãy từ Nam chí Bắc. Những cái người đấu tranh dân chủ và chống cộng rất thích Việt Nam là một dãy từ Nam chí Bắc. Tôi nói đúng không các anh chị? Đúng không? Thậm chí trong các bạn trẻ cũng có những người luôn luôn muốn Việt Nam là một dãy từ Nam chí Bắc. Nhưng cái mâu thuẫn là hầu hết những người muốn Việt Nam từ Nam chí Bắc thì lại rất là thù ghét vua Gia Long Nguyễn Ánh, mà lại đi tôn thờ ông Quang Trung, Hồ Thơm. Trong khi chính vua Gia Long Nguyễn Ánh mới là người thống nhất Việt Nam từ Nam chí Bắc một cách chính danh, thống nhất trong hòa bình, thống nhất để mở ra một cái thời phát triển huy hoàng, thống nhất để làm ăn buôn bán và nằm trong khối liên hiệp với phương Tây. Còn Quang Trung Nguyễn Huệ thì cắt đất nước chúng ta ra làm ba phần, mỗi anh em là một vua một phần. Thì nếu các anh chị muốn thống nhất thì các anh chị phải thay đổi cái quan điểm các anh chị đi, với mâu thuẫn ở trong tư tưởng, mâu thuẫn trong quan điểm như vậy thì nó khiến cho tôi nhìn thấy cái con đường đấu tranh của các anh chị nó rất là mắc cười. Tôi nhìn mấy cái người đó tôi thấy giống như những đứa con nít mà bằng chỉ chấm chỉ giống hệt như mấy đứa con nít mà mày đặt mà ngồi phóng lên bàn giữa ngồi đòi ngồi gần bàn thờ y gì đó. Rồi quay trở lại, vậy thì người Pháp có phải là người cắt Việt Nam chúng ta ra làm ba phần hay không? Cái câu hỏi các bạn có phần đó. Thì người Pháp đúng là người cắt Việt Nam ra làm ba phần, nhưng mà đó là Việt Nam nào? Cái gì hỏi đó là Việt Nam nào? Đó là cái Việt Nam mang tên Nam Việt, cái nước Nam Việt. Sau này nó gọi là Đại Nam. Đó là nước Đại Nam. Pháp cắt Đại Nam để làm ba phần. Là bởi gì? Thứ nhất, người Pháp họ hiểu, tại người Pháp họ rất là thông minh, họ hiểu cái văn hóa địa chính trị của Việt Nam nó trải dài như vậy, nó không có giống nhau, nó không có đồng nhất, nó là một cái nước đa văn hóa. Chúng ta là nước đa văn hóa mà. Và về lịch sử thì chúng ta đã từng rất là nhiều nước. Từng là rất là nhiều nước. Cái dãy đàng hoàng á, là nó có vua Lê, chúa Mạc và chúa Trịnh. Các chị để ý ha, cái hậu duệ của chúa Mạc bây giờ là họ họ rất là giỏi về kinh tế. Hậu duệ của chúa Trịnh rất là giỏi về làm chính trị. Hậu duệ của vua Lê thì coi như bị tuyệt mật rồi, tức là cái cánh Thăng Long, cánh Hà Nội bây giờ tuyệt mật rồi. Cánh Thăng Long Hà Nội bây giờ chạy tán loạn, thậm chí có mới chạy vô Việt Nam Cộng Hòa để mà tị nạn hết rồi. Tức là miền Bắc họ có ba thế lực chính trị. Cái văn hóa địa chính trị nó vậy đó. Hậu duệ chúa Trịnh là cái đám mà ăn rau má phá được Tàu đó, cái đám mà rau muống cá rô cây mà nói chuyện lãnh tụ không đó. Cái đám nó làm chính trị giỏi lắm, nó dụ dân, nó mị dân hay lắm. Còn miền Nam của chúng ta, tức là đàng trong đó, là chúng ta có Tiểu Quốc Kim Thành nè, Tiểu Quốc Hoa Anh nè. Anh chị có nghe Tiểu Quốc Hoa Anh chưa? Chưa bao tìm hiểu thì hay lắm. Vua Gia Long thành lập đó, Tiểu Quốc Hoa Anh nè, rồi một tiểu quốc của Cao Nguyên Trung Phần nè. Sau này cái người phun ro, cái người mà Cao Nguyên người ta hay nổi dậy chống từ cộng sản là tại vì người ta đã từng là một quốc gia độc lập, vốn dĩ người ta thần phục đàng trong chúa Nguyễn, sau này là quốc gia Việt Nam của quốc trưởng Bảo Đại, sau này là Đại Nam, sau này là Việt Nam Cộng Hòa, là bởi vì người ta vẫn giữ được cái tính độc lập. Họ giống như một cái bang của nước Mỹ vậy đó các chị, họ giữ được tính độc lập. Từ khi cộng sản về nó mất mẹ tính độc lập đi, nó lùa cái bọn bọn Chinh mọi tộc lên để phá hết rừng núi của người ta, người ta nổi dậy chống qua là gì đó, thì đó cũng là một quốc gia độc lập trong lòng của đàng trong. Thì văn hóa họ khác. Rồi ở cái xứ của tôi là Vương quốc Bát Sắc. Bát Sắc á, cái dòng sông Hậu hồi xưa nó tên là sông Bát Sắc, sông Hậu Giang là người Việt mình đặt thôi, cái tên gốc của nó phải là tên Bát Sắc, mà tôi thích tên đó lắm. Các chị có nghe nghe cái sông Bát Sắc chưa, tìm hiểu đi. Thì Vương quốc Bát Sắc, rồi nó còn một số tiểu quốc khác nữa, chẳng hạn như Trấn Hà Tiên của ông Mạc Cửu. Mạc Cửu là người 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 Hoa đó, người Tàu đó, đi qua lập quốc đó. Cũng thật ra họ cũng là một vương quốc độc lập, nhưng mà họ thần phục nhà Nguyễn, họ đầu phục, họ họ muốn chỉ là một tướng thôi, một tướng để giữ một cái khu vực đó thôi, dưới trướng của một ông tướng ở Sài Gòn gia đình của mình và dưới trướng của nhà Nguyễn ở Phú Xuân ở Huế. Thì nói để cho các anh chị thấy là chúng ta là một nước đa văn hóa. Người Pháp họ vô họ họ thấy rằng là không thể có một cái vùng mà nó trộn lộn như vậy mà nó có thể thuận hòa được với nhau, tại lịch sử chứng minh là chúng ta đánh nhau suốt đó, đúng không? Tại vì nó khác văn hóa, khác quốc gia mà. Thì họ chia cắt bởi hai lý do. Lý do thứ nhất là dễ trị, đúng, chia để dễ trị hơn. Cái trị thuộc địa thì các chị phải chia ra nó dễ trị hơn. Lý do thứ hai là bởi văn hóa. Người Pháp là người họ không có thích văn hóa bị trộn lộn, họ bảo tồn cái văn hóa bản địa, họ giữ cái văn hóa bản địa, họ họ giữ lại những cái đặc sắc, họ thích cái đẹp của văn hóa lắm. Người Pháp họ rất là trọng văn hóa, thành ra họ bảo tồn cái nền văn hóa của từng vùng miền, họ không cho các vùng miền này can thiệp lẫn nhau. Họ mới đặt ba cái xứ của chúng ta trở thành ba cái vùng với cái thể chế chính trị và nền văn hóa khác nhau. Nếu các anh chị ở Bắc Kỳ á, thì nó gọi là Tonkin, Tonkin, cái vùng đó mặn là tên Tonkin, tức là Đông Kinh đó. Còn nếu mà ở ở Trung Kỳ á, thì gọi là An Nam, An Nam.
Thì tại vì cái nước của chúng ta hồi xưa nó đặt tên là nước An Nam. Còn cái vùng mà Nam Kỳ Lục Tỉnh, Sài Gòn Gia Định rồi, nếu các anh chị là dân Nam Kỳ Lục Tỉnh thì chúc mừng các anh chị, cái vùng đó nó là cái vùng khác hoàn toàn An Nam với Tôn Kinh. À, tại vì nó có cái quy chế cao hơn Tôn Kinh và An Nam trong khối Liên Hiệp Pháp. Tại vì chúng ta miễn chúng ta đậu tú tài thì chúng ta là công dân Pháp. Miễn đậu tú tài là công dân Pháp. Tức là miễn học giỏi chút là làm công dân Pháp. Tức là công dân của cái nước đứng đầu khối Liên Hiệp. Giống như bây giờ chui thùng đông lạnh để qua làm công dân Anh vậy đó. Các anh chị thấy mà làm công dân Anh bây giờ khó lắm chứ không phải dễ đâu nha. Thì công dân Pháp là cũng khó vậy đó chứ đâu phải dễ. Thì cái vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh của chúng ta hồi xưa là đất lãnh thổ thuộc Pháp chứ không phải là thuộc địa. Các anh chị hiểu cái quy chế đâu? Tức là lãnh thổ của Pháp, không phải là thuộc địa. Thuộc địa là thứ dân không được làm quốc tịch, còn chúng ta là xài hiến pháp Pháp nè, đi bầu cử tổng thống Pháp chúng ta đi bầu cử. À, dĩ nhiên là phải học giỏi chút nó mới cho làm công dân chứ mà học dở quá nó không cho vô vậy đó. Thì miễn tú tài thì hồi xưa là tú tài ai cũng nói tiếng Pháp giỏi lắm các anh chị, mà nội tôi nè, bà ngoại tôi nói tiếng Pháp siêu đẳng luôn. À, nhiều khi mình ngồi suy nghĩ tiếng Anh mình không giỏi mà tiếng Pháp giỏi thì cũng tốt rồi đúng không? Cái cộng đồng nói tiếng Pháp nó cũng đông mà. Thì nói đây cho các anh chị thấy người Pháp chia Việt Nam là đúng chứ không phải là sai, họ chia là đúng. À, dĩ nhiên nếu các anh chị thích Việt Nam thống nhất thì anh chị thấy điều đó, các anh chị bực bội tức, đó là cái quan điểm cá nhân. Nhưng mà theo tôi chia không có sai, nhưng mà chia như thế nào, chia với quy chế gì và chia trong cái hệ thống chính trị gì, cái đó mới đáng nói. Thì Hoa Kỳ nó chia ra năm năm chục nước, Hoa Kỳ chỗ bạn Khương đang ở bây giờ đó, nó chia năm chục nước.